Chương trình này được bảo trợ bởi Hitech Builder, là nhà thầu, nhà tư vấn trong lĩnh vực xây dựng, sửa chữa nhà cửa và hãng xưởng. Mọi chi tiết xin liên lạc Hải Trần qua số 0413 968 858. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với quý vị khán thính giả trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2020. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, nước Úc của chúng ta đã có một ngày rất vui mừng là ngày hôm qua, khi mà lần thứ nhì trên toàn quốc Úc Châu không hề có một ca lây nhiễm cộng đồng nào cũng như không hề có người tử vong. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì sự vui mừng đó đã tan biến khi mà tiểu bang New South Wales lại có 4 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong khi đó, Victoria tiếp tục lập nên kỳ tích khi mà bước sang ngày thứ bảy liên tục. Victoria không hề có một ca nhiễm bệnh nào cũng như không hề có một ca tử vong nào cả. Và với những thông tin này thì tất cả các tiểu bang hiện nay đang dần dần có những sự nới lỏng của họ. Và ngày hôm nay thì Tasmania cũng đã mở cửa cho cư dân từ New South Wales, và hàng loạt những chuyến bay từ New South Wales sáng ngày hôm nay đã đáp đến phi trường Tasmania để cư dân New South Wales có thể thăm viếng thân nhân và bạn bè tại tiểu bang nhỏ nhất này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hồi năm 2018 thì chính phủ Úc đã ban hành một loạt các cái luật nhằm kiểm soát các cái hoạt động tình báo nước ngoài một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp thông qua những cư dân sinh sống tại Úc Châu. Và đạo luật này có tên gọi là luật chống can thiệp của nước ngoài, cũng đòi hỏi là những ai mà đã làm việc thay mặt cho các chính phủ ở nước ngoài thì buộc phải đăng ký. Và trường hợp vi phạm luật lệ này đầu tiên ở Úc Châu vừa được công bố trên báo chí, đó là giới chức thẩm quyền cảnh sát và an ninh Úc cũng vừa bắt giữ ông Dương Di Xanh, hay còn được gọi tên là Sunny Dương, 65 tuổi, là một cư dân sinh sống ở Melbourne. Và đây là người đầu tiên bị bắt giữ theo đạo luật mới về chống tình báo nước ngoài của Úc Châu. Và ông Dương Di Xanh nói thông thạo tiếng Việt bởi ông đẻ ra ở Việt Nam, nhưng gốc gác lại là một người Hoa và cũng đã có quốc tịch Úc. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, để cho quý vị có thể dễ hiểu hơn khi chúng tôi sử dụng những cái ngôn từ khá là chuyên môn, là một người công dân Úc cần phải ghi danh nếu như là họ là đại diện của một tổ chức nước ngoài nào đó. Trường hợp điển hình mà chúng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều phải biết đến, đó là cựu Thủ tướng Úc ông Tony Abbott. Vài tuần trước đây, ông đã trở thành cố vấn thương mại cho Vương quốc Anh. Và trước khi trở thành cố vấn thương mại cho Vương quốc Anh thì ông Tony Abbott cũng đã phải đăng ký với chính phủ Úc là ông chính thức là đại diện cho tổ chức này. Đây là một tổ chức ở nước ngoài. Khi chúng ta nói đến một tổ chức ở nước ngoài thì có nghĩa là nó không chỉ giới hạn là các tổ chức đó tại Trung Quốc mà thôi, mà là tất cả những cái tổ chức ở nước ngoài khác. Trở lại với trường hợp vừa bị bắt giữ đầu tiên tại Úc, thì đây là một cái nhân vật khá là có tên tuổi trong cộng đồng người Hoa tại Melbourne. Ông đã sinh hoạt trong rất nhiều năm và ông cũng đã giữ rất nhiều chức vụ quan trọng trong cộng đồng người Hoa và thậm chí trong cộng đồng người Việt, là bởi vì ông Dương Di Sinh là một người Việt gốc Hoa và sau khi đến Úc rồi thì ông cũng đã có quốc tịch Úc và do đó ông đã nói thông thạo tiếng Việt trong suốt nhiều năm qua. Và trong bối cảnh ngày càng gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh và Canberra, vụ việc bắt giữ ông Dương Di Sinh này sẽ là một trong những cái ngồi làm gia tăng thêm căng thẳng trong cái ban giao song phương giữa hai nước, đặc biệt là trong vấn đề ngoại thương, khi mà liên tục trong những ngày qua chúng ta cũng đã thấy những cái biện pháp đáp trả của Bắc Kinh và phía Bắc Kinh cho rằng Canberra hiện nay đang có hành động đáp trả trở lại. Dạ vâng ạ. Vâng, cũng theo nguồn tin của đài ABC và tờ The Sydney Morning Herald thì ông Dương Di Xanh là có liên hệ với một tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đó là Hội đồng Người Hoa cổ suý cho việc thống nhất quốc gia và hòa bình, tức là việc thống nhất giữa Đài Loan và Hoa Lục, và đây là một tổ chức gắn liền với gọi là United Fund World Department, là một bộ phận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo thông tin từ cảnh sát liên bang AFP thì lý do mà cảnh sát liên bang đã bắt giữ ông Dương Di Xanh này là bởi vì nghi can đang chuẩn bị vi phạm luật bảo vệ an ninh của Úc và nếu như bị kết án thì mức án có thể được áp dụng cho trường hợp này sẽ là 10 năm tù. Tuy nhiên vào thời điểm này thì ông đã được bảo lãnh cho tại ngoại và sẽ xuất hiện trước tòa án vào tháng 3 năm tới 2021.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn chúng ta cũng hẳn còn nhớ là vụ tỷ phú Clive Palmer ở bang Queensland có đợi đệ đơn kiện bang Tây Úc về đóng cửa biên giới lên tối cao pháp viện. Và nay thì tòa án tối cao Úc Châu, tức là tối cao pháp viện, cũng đã ra phán quyết là nghiêng về việc ủng hộ với việc đóng cửa biên giới của chính quyền bang Tây Úc. Điều này có nghĩa là tỷ phú mỏ Clive Palmer đã bị thua trong vụ kiện này. Vâng, trước đó trong những cái phiên điều trần tại Canberra thì chúng tôi cũng đã loan tin là các vị thẩm phán tại tối cao pháp viện, tức là High Court Australia, đã đặt ra rất nhiều câu hỏi sau khi họ đã nhận được những cái phúc trình từ tòa án liên bang, tức là Federal Court, và đã đặt cho tỷ phú Clive Palmer, tức là nguyên đơn, vào tình thế vô cùng khó khăn. Và trong cái ngày thứ nhì khi xuất hiện trước tối cao pháp viện thì chúng ta cũng đã thấy hàng loạt các trưởng lý, mà từ tiếng Anh gọi là General Solicitor. Tất cả các trưởng lý này, không những trưởng lý từ tiểu bang Tây Úc mà còn có những trưởng lý từ các Victoria, Queensland, Nam Úc, Tasmania, lãnh thổ Bắc Úc và lãnh thổ thủ đô ACT. Và trong số các trưởng lý này thì hầu hết đều ủng hộ cho quyết định đóng cửa biên giới của tiểu bang Tây Úc vì lý do y tế, đặc biệt là trong thời đại dịch. Và trong danh sách của các trưởng lý thì chúng ta thấy rõ ràng vắng mặt trưởng lý của tiểu bang New South Wales và trưởng lý của liên bang Úc Châu. Lý do là bởi vì New South Wales và liên bang Úc Châu là hai nơi duy nhất đã công khai bày tỏ sự không ủng hộ đối với quyết định đóng cửa biên giới của thủ hiến tại Tây Úc là ông Mark McGowan. Và kết quả cuối cùng thì cũng như là dự đoán, chiến thắng đã thuộc về chính quyền tiểu bang Tây Úc, và điều này càng làm cho thủ hiến Mark McGowan tin rằng những quyết định của ông trong thời gian vừa qua hoàn toàn chính xác, khi mà Tây Úc đã đạt được kết quả vô cùng khả quan, hơn 180 ngày không có ca nhiễm bệnh trong cộng đồng. Và kết quả này không những tốt đẹp tại Úc mà còn được cho là một trong những kết quả tốt đẹp nhất trên toàn thế giới. Vâng, nhắc lại là tỷ phú Clive Palmer đã đệ kiện đơn kiện lên tối cao pháp viện đối với việc đóng cửa của bang Tây Úc là hồi tháng 5 vừa qua, khi ông mà muốn vào bang Tây Úc để làm việc với các đối tác kinh doanh của mình thì đã bị bang Tây Úc từ chối, bởi vì nếu mà khi vào thì ông vẫn phải cách ly 14 ngày theo quy định. Chính vì thế mà ông đã đệ đơn kiện lên. Và các luật sư của tỷ phú Clive Palmer thì nói với tòa án tối cao pháp viện rằng là việc đóng cửa là đã vi phạm chương mục 92 của hiến pháp, là vốn đảm bảo tự do di chuyển giữa các tiểu bang và vùng lãnh thổ ở Úc Châu. Thế nhưng mà theo lập luận từ tối cao pháp viện thì cho rằng thì là việc đóng cửa bang Tây Úc là hợp lý và cần thiết trong cái cuộc chiến chống dịch COVID-19 vừa qua. Nói một cách nôm na thì theo lời thẩm phán của nữ thẩm phán Susan Kefauver là chánh án của tòa án tối cao, thì bà cho rằng quyết định đóng cửa tiểu bang của thủ hiến Mark McGowan không phải là việc làm vi hiến, là bởi vì nếu mà diễn dịch trong cái bối cảnh đại dịch thì đó là một cái vấn đề cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho cư dân tại tiểu bang Tây Úc. Tuy nhiên, nhìn một cách khác thì mặc dù ông Clive Palmer đã thua trong cái vụ kiện lần này, nhưng ông vẫn sẽ được tự do di chuyển đến tiểu bang Tây Úc mà không hề bị cấm cản. Lý do là bởi vì Tây Úc đã bắt đầu mở cửa với Queensland và tất cả các tiểu bang khác ngoại trừ New South Wales và Victoria kể từ ngày 23 Tây tháng 11 này, phải không? Dạ, ngày 10, xin đính chính lại với chị Kim Hoa là ngày 14. Bang Tây Úc cũng dự kiến sẽ nới lỏng các cái quy định về biên giới là từ ngày 14 tháng 11 này. Và do vậy mà tỷ phú Clive Palmer từ sau ngày đó là cũng được tự do di chuyển đến bang Tây Úc. Như tất cả mọi người. Dạ vâng, như tất cả mọi người khác. Và ngoài việc thua kiện là ông Clive Palmer cũng phải chịu trả hoàn toàn chi phí trong cái vụ kiện này. Vâng, chắc chắn vấn đề chi phí không phải là một vấn đề gây tranh cãi. Vấn đề gây tranh cãi đây là ông đang muốn tạo nên một lịch sử khi mà có cơ hội khởi kiện một tiểu bang. Tuy nhiên lịch sử này đã không được tái lập trong thời đại dịch COVID-19. Vâng, trong khi đó thì cũng có một thông báo mới từ tiểu bang Victoria. Đó là thủ hiến Daniel Andrew cho biết là kể từ ngày 9 tháng 11 tới, tức là vào thứ hai tuần tới, tức là sân bay quốc tế ở Melbourne sẽ bắt đầu tiếp nhận các chuyến bay trực tiếp từ New Zealand. Có nghĩa điều này có nghĩa là chính quyền của thủ hiến Daniel Andrew đã đồng ý gia nhập vào bong bóng du lịch một chiều giữa Úc Châu và New Zealand, và chương trình bong bóng du lịch một chiều này cho đến thời điểm hiện tại đã có sự tham gia của New South Wales, Victoria, Nam Úc và tiểu bang Tây Úc. Ngoài ra thì vẫn hy vọng là tất cả chính quyền các tiểu bang khác, đặc biệt Queensland và Tây Úc, sẽ tham gia vào chương trình này để cư dân
từ New Zealand đến họ có thể tự do di chuyển tại khắp nơi ở nước châu. Vâng, cũng là ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà tiểu bang Tasmania cũng mở cửa biên giới cho cư dân từ New South Wales. Và sáng nay thì cũng rất nhiều người từ New South Wales là đáp chuyến bay đến Tasmania để thăm thân nhân và gia đình. Sau là mấy tháng đó chị Kim Hoàng nhỉ? Vâng, kể từ tháng Tháng 3 cho 3. tới ngày hôm nay, điều này có nghĩa là Tasmania hiện nay chỉ đóng cửa duy nhất đối với Victoria, và các chuyên gia đang có một cái sự trớ trêu là bởi vì Victoria so với New South Wales Vâng, thì đúng. trong tuần lễ vừa qua có kết quả tốt hơn rất nhiều, tuy nhiên vẫn nằm trong danh sách bị đóng cửa, chưa thể du lịch đến nhiều nơi, trong khi New South Wales thì mỗi một ngày vẫn có một vài trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Và hy vọng là với những cái trường hợp tốt đẹp của Victoria thì chính quyền của các tiểu bang khác cũng sẽ nhanh chóng có những quyết định mở cửa biên giới đối với cư dân tại tiểu bang Victoria. Đúng đấy thưa chị Kim Hoàng, là tiểu bang chính quyền ở tiểu bang Queensland thì cho biết là với cái tình trạng nhân số rất tốt đẹp như hiện nay tại Victoria thì bang Queensland cũng có thể sẽ mở cửa cho cư dân từ Victoria trước dịp Giáng sinh này. Đừng, có thể là sẽ mở cho cư dân Victoria trước cả cư dân tại khu Trước đô thị Sydney dạ nữa đây đúng. luôn. Và đó Vâng, là khi mà những tình trạng tại Sydney vẫn còn vài trường hợp nhiễm như vậy đó. Vâng. Vâng, và đó cũng là những gì mà Thủ hiến Tây Úc Mark Cowan đã tuyên bố trong những ngày vừa qua, là ông cá nhân ông cho rằng Victoria đang có một tình trạng lây lan rất tốt đẹp và rất có thể là Tây Úc sẽ suy nghĩ đến việc mở cửa biên giới với Victoria sau ngày 14 Tây tháng 11, có nghĩa là sau ngày Tây Úc mở cửa cho những nơi khác. Tuy nhiên, Tây Úc tuyệt đối không nhắc nhở gì đến cư dân tại New South Wales. Vâng, chắc chắn là ông Mark Bowen vẫn còn chờ các cái thông tin mà như ông nói là cũng cần ít nhất 28 là ngày 28 đấy. ngày là không có trường hợp lây nhiễm nào. Hệ thống Ocean Nail và Beauty cần sang nhượng lại các shop nail được đăng ký độc quyền trong các khu trung tâm thương mại shopping center gần Capramatta và Bankstown với giá cả hợp lý. Chúng tôi sẽ có những gói hỗ trợ ưu đãi và giúp đỡ giấy tờ về pháp lý dành cho những người mới làm chủ doanh nghiệp lần đầu. Ngoài ra, nếu khách hàng có nhu cầu mở shop mới trong bất cứ shopping center nào, thì Ocean Nail and Beauty cũng có thể giúp đỡ hoàn thiện giấy tờ pháp lý. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc David Nguyễn qua số 0478 012 345. Vâng, thưa quý vị và các bạn, còn về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ thì đến thời điểm chúng tôi làm chương trình thì kết quả vẫn chưa ngã ngũ và ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là ông Joe Biden vẫn tiếp tục giữ được 264 phiếu đại cử tri, tức là phiếu cử tri đoàn đó. Và trong khi đó đương kim Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa thì vẫn giữ là 214 phiếu cử tri đoàn. Và do vậy là chiến thắng vẫn chưa biết như thế nào và hiện nay vẫn đang còn tiếp tục chờ các kết quả kiểm phiếu tại các bang khác, đặc biệt là tại 5 bang chiến trường ở Mỹ. Và trong khi đó thì lập trường của Đảng Lao động tại Úc thì cũng có thể là đang nghiêng về ủng hộ ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là ông Joe Biden, đặc biệt là thông qua những phản ứng của Đảng Lao động tại Úc đối với những cái lời tuyên bố vào ngày hôm qua của cựu đại sứ Úc tại Washington là ông Joe Hockey. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, như trong phần điểm báo ngày hôm qua, Kim Hoàng cũng đã loan là ông Joe Hockey sau 4 năm làm đại sứ Úc tại Washington, đến thời điểm này thì ông đã mãn nhiệm kỳ. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục sinh sống tại Washington để mà theo đuổi những công việc riêng của mình. Và cũng chính vì vậy mà khi phát biểu trên đài phát thanh 2GB vào ngày hôm qua, ông Joe Hockey đã lên tiếng binh vực cho những cái hành động của Đảng Cộng Hòa. Và ông cũng xác nhận là bầu cử Mỹ hiện đang có những hiện tượng cho thấy cái sự gian lận trong quá trình kiểm phiếu và do đó có thể tạo nghi vấn cho kết quả của cuộc bầu cử. Và chính lời phát biểu này của ông Joe Hockey đã khiến cho Đảng Lao động tại Úc đã phải lên tiếng. Và Đảng Lao động cũng đã xác nhận là tất cả những cái chiều hướng, những cái số phiếu của các tiểu bang đã được kiểm phiếu, đã được công bố hoàn toàn phù hợp với những dự phóng mà Đảng Lao động đã đưa ra trước đây. Và đây là những cái tranh chấp giữa Đảng Lao động và một nhân vật trong chính quyền liên đảng tự do trước kia, là bởi vì ông Joe Hockey trước khi làm đại sứ tại Washington thì ông cũng đã từng là bộ trưởng ngân khố dưới thời của Thủ tướng Tony Abbott. Vâng, lãnh đạo của Đảng Lao động đối lập ở Úc Châu là ông Anthony Albanese thì cũng cho rằng là đáng lẽ là ông Joe Hockey là không nên có những cái lập luận ủng hộ phe Cộng Hòa,
trong khi mà tiến trình kiểm phiếu ở Mỹ vẫn đang còn tiếp diễn. Và ngoài ông Joe Scully thì một dân biểu của Đảng Quốc gia tại Úc là ông Roger Christensen cũng đã lên tiếng chỉ trích mà điều ông gọi là những cái lá phiếu bất hợp lệ là nhằm củng cố cho vị thế của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden. Những cái phát biểu của Đảng Lao động cũng như phát biểu của ông Joe Hockey hoặc là ông George Christensen hoàn toàn trái lập với những cái quan điểm về trong sinh hoạt chính trị tại Úc. Ngay cả Thủ tướng Scott Morrison cho đến thời điểm này vẫn giữ thái độ im lặng. Ông tuyên bố là ông không phải là một bình luận gia và ông sẽ không phát biểu gì liên quan đến cuộc bầu cử. Điều duy nhất Thủ tướng Scott Morrison có thể xác nhận đó là cho dù là đảng nào mà chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này thì nước Úc vẫn sẽ làm việc rất tốt với chính quyền mới tại Washington. Và đó là lập trường rõ ràng của Thủ tướng Scott Morrison. Trong khi đó thì Ngoại trưởng Marie Sapphire cũng như Bộ trưởng Y tế Greg Hunt đều đã không hề lên tiếng về những gì đang diễn ra tại Mỹ trong những ngày vừa qua. Vâng, tốt nhất là họ cũng nên chờ khi mà có kết quả kiểm phiếu chính thức. Vâng, và đó là thái độ ngoại giao vô cùng đúng đắn, là bởi vì truyền thống của Úc cũng không bao giờ xía vào những cái cuộc tranh cử ở nước ngoài. Đặc biệt Hoa Kỳ là một trong những cái đồng minh có thể nói là thân cận nhất của Úc Châu, và do đó nước Úc luôn luôn giữ một thái độ trung lập, không ủng hộ bất cứ đảng hoặc bất cứ một cá nhân nào. Vâng, trong khi đó thì tại Mỹ thì cuộc bầu cử tổng thống ngày càng có kịch tính và có thể cũng sẽ dẫn đến nhiều căng thẳng. Khi mà chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump là cho biết là cũng vừa đệ đơn kiện ở các bang Pennsylvania, Michigan và Georgia, đánh dấu sự leo thang tranh chấp tại các bang chiến địa khi mà đối thủ của Đảng Dân Chủ là ông Joe Biden đã vượt trước và sắp giành đủ 270 phiếu đã cử tri đoàn để có thể tuyên bố thắng cử. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, mặc dầu nước Mỹ là có 50 tiểu bang, thế nhưng quyết định thắng thua của một cuộc bầu cử tổng thống luôn luôn tùy thuộc vào những tiểu bang chiến trường. Và tại Mỹ thì danh sách tiểu bang chiến trường là có 6 nơi. Trong số 6 tiểu bang chiến trường này thì Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã tạo nên một thành tích mà có thể nói là không ai nghĩ rằng ông có thể tạo được khi ông đã chiến thắng một cách vẻ vang tại Florida. Điều này đi hoàn toàn ngược lại với các dự phóng trước đây. Và cũng chính vì chiến thắng của Tổng thống Trump tại tiểu bang Florida đã làm chậm bước tiến của ứng cử viên đảng Dân Chủ là ông Joe Biden, là bởi vì nếu như ông Joe Biden chiến thắng tại Florida như đã được dự phỏng thì chắc chắn ông đã tuyên bố trở thành tổng thống đời thứ 46 của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua, chứ không phải chờ đợi cho tới ngày hôm nay, và theo dự phóng còn tiếp tục phải chờ đợi thêm nhiều ngày nữa, mặc dù đảng Dân Chủ hiện nay chỉ còn thiếu có 6 phiếu cử tri đoàn ở mức từ 264, thì nếu như đảng Dân Chủ có thể chiến thắng tại tiểu bang là nơi mà cái cuộc kiểm phiếu vẫn hãy còn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, tất cả số phiếu bầu được cho thấy là hơi nghiêng về phía ứng cử viên Joe Biden với kết quả chỉ khoảng 1 hoặc 2% mà thôi, cho thấy là một cái sự rất là khích khao trong cái tiểu bang này. Và chỉ cần chiến thắng tại thì ông Joe Biden cũng có thể nghiễm nhiên tuyên bố trở thành tổng thống đời thứ 46 của Hoa Kỳ. Trong khi đó, Tổng thống Trump có một kịch bản khác để có thể lội ngược dòng và giữ được tòa Bạch Ốc nếu như ông chiến thắng tại 4 tiểu bang chiến trường còn lại, phải không? Đây là một cái kịch bản khó có thể xảy ra. Tuy nhiên, chưa ai biết chuyện gì, bởi vì Tổng thống Trump luôn luôn có những cái điều bất ngờ và luôn luôn có những cái ẩn số chỉ được giải đáp vào giờ phút chót mà thôi. Vâng, do lo ngại xảy ra những tranh cãi như vậy, do vậy mà công việc kiểm phiếu là phải tiến hành rất là thận trọng. Do vậy mà hiện nay thì là các nhân viên bầu cử tại cấp bang, đặc biệt lại tại 5-6 bang chiến trường ở Mỹ thì đang vẫn kiểm phiếu và chưa công bố kết quả chính thức. Do vậy mà chúng ta cũng còn phải đợi, có thể là lên tới vài ngày tới. Và đặc biệt là không giống như các năm trước đây thì các bang đã phải tiếp nhận một cái lượng phiếu gửi qua đường bưu điện, có lẽ là do lo ngại lây nhiễm dịch COVID-19, mà do vậy mà công việc kiểm phiếu có thể sẽ kéo dài thời gian hơn nữa. Và theo số liệu thống kê thì ít nhất là 103 triệu cử tri Mỹ đã tham gia bầu cử sớm bằng cách là gửi thư tín hoặc bầu cử trực tiếp, tức là chiếm tới 74% tổng số phiếu bầu so với cuộc tổng tuyển cử năm 2016. Do vậy mà công việc kiểm phiếu chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian.
Và Tổng thống Donald Trump cũng như là Đảng Cộng hòa của ông đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu phải ngưng ngay lập tức những cái cuộc kiểm phiếu sau ngày 3 tây tháng 11. Thế nhưng việc này không thể nào xảy ra được là bởi vì tất cả những lá phiếu nào được gửi từ bưu điện có đóng dấu vào ngày 3 tây tháng 11, cho dù là đến trễ thì vẫn là những cái phiếu hợp lệ. Và lý do mà Tổng thống Trump cũng như phe Cộng hòa đã yêu cầu ngưng các cuộc kiểm phiếu bằng thư tín là bởi vì thống kê cho chúng ta thấy là hầu hết những lá phiếu bầu bằng thư tín này lại là những lá phiếu ủng hộ cho ứng cử viên của đảng Dân Chủ là ông Joe Biden. Trong khi đó, tất cả những cử tri ủng hộ cho Donald Trump thì thường chọn cái phương án là bầu trực tiếp tại các phòng phiếu. Và như vậy, đó đã xảy ra những cái tranh luận trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua khi mà Tổng thống Trump liên tục tấn công đảng Dân Chủ và yêu cầu phải ngừng ngay tất cả các cuộc kiểm phiếu lại. Vâng, đúng là cuộc bầu cử tổng thống đầy kịch tính ở Mỹ đã làm lu mờ gần như tất cả các cái thông tin khác, bởi thông tin về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là tràn ngập trên các báo không chỉ ở Âu Châu mà trên toàn thế giới. Và do vậy mà làm lu mờ cả cái cuộc đại dịch COVID-19 trên toàn cầu, mà đến nay trên thế giới cũng đã có gần 48.600.000 người nhiễm và trên 1.231.000 người tử vong. Và chúng tôi sẽ có thêm thông tin về tình hình diễn biến vô cùng phức tạp của đại dịch COVID-19, đặc biệt là tại các quốc gia ở châu Âu, với nước Pháp. Mỗi một ngày đều đã có trên dưới 50.000 người nhiễm bệnh. Nước Mỹ cũng đã tự lập kỷ lục của chính mình khi mà liên tục có những ngày đã trên 100.000 người nhiễm bệnh. Và những thông tin này chúng tôi sẽ gửi đến cho tất cả quý khán giả trong chương trình Điểm báo vào Chủ nhật tuần này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin kết thúc chương trình Điểm báo Úc Châu ngày hôm nay ở đây. Xin kính chào tạm biệt và xin chúc quý vị và các bạn một cuối tuần vui vẻ. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào.